Ok, xin chào tất cả các anh em. Mình là Nhân Kỳ TV đây và hôm nay mình sẽ chơi tựa game Hero Simulator. Hero Titani, và hiện tại có update mới vào như đây thử xem có gì ha. Rồi. Chỗ gì đây? Mình từ từ bình tĩnh. Bây giờ chỗ này con này có mạnh hay không mình dự đoán nha. Kết quả là yếu. Quá yếu. Nhân sẽ top bạc đó. Nhiệm vụ nó đâu? Nhiệm vụ nó ở đâu? Nó đây right. Là bao nhiêu? 30B. Oh my god, 50 triệu. Sao chán à? Quay. Quay. 1 tuần hết các bạn. Quay. Được phết. Nói chung thì bây giờ đã có update mới và mình nên debug 16 nha các bạn. Ok, chúng ta chuẩn bị debug 16 nào. Tạm biệt debug 15 nào. Ok, let's go. Bọn chúng ta sẽ cày lên khoảng nói chung là mới update mới các bạn. Và coi có update gì mới không ha. Last thì mình thấy cũng có gì mới hết. Cảm thấy class không có gì mới hết. Như bình thường và thấy class hot vẫn là một cái class mà nào pump cực kỳ ngon nhất cho các bạn ha. Bây giờ mình sẽ thử cày có bao nhiêu phút mình gọi là lên đi bật tiếp ha. Ok, đi bật nào. Show time. Quay. Còn đi tiny dùng 16k. 32 Wedding Bottom. Oh my god, let's go nào. Ok, thì mình nhập code là 30 phút để mình ngồi cày nha các bạn. Giờ phải cày tốc độ lên nha. Cứ 30 phút này mình phát đảo game. Ê, không phải phát đảo game, mà mình không nhìn nữa các bạn. Rồi, được hết. Nhiều, đang trong mấy ca farm bên con mũi luôn. Ê, quýnh thêm con này xíu đi. Qua đập ninja. Đúng rồi, quên ninja, mình quên ninja nít. Ừ, đấy, ok. Nói chung thì anh em cũng cày bình thường thôi. Đang cày bình thường và cứ đó là khoảng 100. Mình không biết đo lường cái số B để lo quýnh con kia sao nữa các bạn. Để mình xíu mình đo lường coi. Mình cứ quýnh con này tiếp tục bình thường. Ui. Không có nào giảm đam hay tăng đam gì hết nha. Cứ quýnh bình thường nha các bạn. 1 triệu rồi. 1 triệu thì qua con này quýnh. Qua con mũi quýnh. Bộ quýnh xong qua Kabuto. Thì mình bị bạch cao mà. Nên mình lẻ đó các bạn ạ. Không, bây giờ hiện tại là 11 giờ. Đúng rồi, 11 giờ là đêm Việt Nam sắp bị đá. Và mình phải cố gắng làm video cho các bạn nha. Thì Hero Titani update đúng ngay chăng khúc mà chuyện update luôn các bạn. Hay thật sự luôn ạ. Lộn, người ta Việt Nam đá các bạn ạ. Hay thật sự luôn. Đúng là Hero Titani có tâm có khác. Cứ coi đá banh xong còn em vô cày. Ôi phê phết nhờ. Nghe phê không? Ở trong anh em được coi video này đã thành công thì chắc mình cũng gọi là cày max level. Ơi cày debug 17 rồi ha các bạn. Và mình sẽ cố gắng lên debug 20 để mình review coi có debug 19 20 có nhanh hay không ha. Chắc là nhanh rồi. Bây giờ chơi người ta 2.4 triệu quýnh được Kabuto rồi đấy. God farm cực kỳ lẹ nhưng mà các bạn phải biết cách farm nha. Chẳng hạn như Kabuto đi, mình nhảy lên quýnh được nó nha. Đó, rỉa đàn những mấy đau đấy. Cứ từ từ quýnh thôi, không gì gấp hết. Bây giờ mình cứ quýnh từ từ là mình ăn được con nó. Hero Titani update biết rồi. Trong đây bây giờ hiện tại group mình á, nhiều người nói Hero Titani update các bạn. Ôi, mình hào hứng vô cày các bạn ạ. Rồi thì cứ tiếp tục mình cày tiếp tục thôi các bạn ạ. Nó lại quá dễ cho mình đi. Thì hiện tại thì các bạn tính toán nha, cho là x 32 nhân 5 là 150, 160, 160, 160 nhân em 2 nữa, ui 320 x, ui được rất nha. Thì mình thấy mình cày nhanh vậy là mình cũng bình thường các bạn ạ. Giờ mình bơm luôn Satama. Tại vì giờ mình mới vô stand ta, giờ mình cũng tầm được năm mấy triệu stand rồi nên dễ quýnh con Satama lắm. Một skill gần mình gần 10 triệu rồi, đúng không? 10 triệu rồi nên chả lo về cái vấn đề này. Đây. Uầy, crit dam ít giờ. Ok, cũng được.
có còn hơn không các bạn ạ. Mình chỉ kết mấy cây có 12 phút thôi, hết máu rồi, lấy Dark Rose. Dark Rose thì chắc item mới cũng sẽ có trong con boss cũ đó các bạn, boss mới các bạn, các bạn yên tâm nhé. Từ đó thì các bạn khỏi lo rồi, admin test sẵn hết rồi. Uầy, vẫn chết à. Mà vẫn nó vẫn chết thì mình nửa cây máu thôi. Mình giết sau con này á là mình bá đạo, mình giết con sai sót luôn. Sau đó mình lên thẳng con Bahiri và sẽ lên 7 tỷ. 7 tỷ xong lên con 50 tỷ. Ừ. Xong lại thì bờ tiếp. Vì người bệnh 16 đúng không, là 18k level, mình còn cỡ 1k6, 14k, 16k level đó gì á các bạn. Nên dễ lắm. Sắp đủ rồi, sắp đủ máu rồi. 170, còn 70 triệu nữa. Sao quýnh mình vẫn thấm ta, vẫn thấm máu ta. Mình 10 triệu máu lần ấy. Đừng đùa chứ. Ok đi. Mình có hàng máu trước bằng nó là được rồi. Được rồi lên cái nè. À mấy nhóc này, chờ xíu đi. Đợi 5 phút cho comeback là tao quýnh mày liền. Một con mày thôi được rồi. Không cần nhiều. Đấy, rất là đơn giản luôn các bạn ạ. Nói chung mọi thứ đều có góp đều đơn giản hết đấy. Tao quýnh không xin nhê mày luôn nè. Mất có 6 triệu máu à. Không xin nhê đâu. Thốn chết cha luôn. Nói cho gọi là một cái tịnh tâm thôi. Một cái lừa cho bản thân đó để mình biết là nó quýnh mình không thấm. Ừ. Rồi 170 triệu à. Ui. Được thế nhờ. Quýnh thêm con Morat nữa là quýnh con Psychos. But my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gonna launch. Rồi, và chúng ta đã xong anh em ơi. Đi bờ tao nào. Đấy, lẹ không? Chỉ có mình tốn khoảng 1 tiếng mồi mình cày thôi đó. Quá lẹ luôn. Và trước khi mình làm xong thì mình phải mua robot. Ê, lộn, mua xe pin. Và cái này á, các bạn đứng yên chỗ ha. Nó không đâm mạnh đâu. Mình tưởng nó đâm mạnh xong mình đứng né. Không biết né cái gì luôn á. Thấy nó đâm yếu xịu quá. Thiệt, bây giờ mình mua xe pin. Và mình sẽ rebirth nhá. Nhưng mà trước khi rebirth thì chúng ta sẽ đến ngày hôm nay thôi. Tại vì bây giờ Hello Tiny update vậy thì mình chỉ cày vậy thôi ha. Đó chỉ các bạn cày lên level cực kỳ nhanh thôi nha. Ok bye. Chúc các bạn có ngày vui vẻ nha. Và nhớ chống dịch, đừng đi ra ngoài khi không có khẩu trang nha.